tranh nhau hát. Đấy, hai cái rồi thôi, không phải hai cái rồi đấy, hai cái chấm lại, tại vì có 80 mà một người thổi thì phải đúng rồi, mà để công bằng là cứ mỗi lần là phải đủ 8 cái, không thì cái người đằng sau thổi người ta được lợi. Không được, đấy chấm lại bây giờ lại không được ghé mồm vào như thế chưa. Đánh đi cả phòng ăn đấy. Đánh cái tổ quá. 1 2 3 4 5 6 chén. 6 chén luôn. Trời ơi, 6 chén. Đánh gì á? 6 chén. Một cốc này. Người ta quay miệng ra để quay đây không? Quay mông một cái này. Để quay tay ra của em cả. Quay 6 chén nhá. Vậy của anh Khánh nữa thôi được không? Tuấn có, Tuấn này có cái. Đấy là hôm nay thổi tép thôi. Tép cái gì? Thôi bây giờ. Anh Khánh rồi. Đánh. Đây đây để anh làm. Để anh. Anh Tú thổi đi. Cho anh nhá. Chuyên nghiệp luôn. Rồi, một cái là một cái. Đấy nhá. Mình như vậy là. Hai cái này anh này. Anh thổi đi. Thổi đi, thổi đi. Vinh không thổi, không thổi là 8 chén. Không thổi là 8 chén. Một cây thôi. Thổi giỏi. Thổi giỏi. Đấy, tắn được một cồn đấy cứ thổi vào. À, trời ơi, đau quá. Cốc bao nhiêu hoa thổi ai đến uống rượu ăn quán được cứ là cứ do đến 50 ml là hết rượu không, cứ do đến 50 ml chỉ nghĩ là ok. Còn anh nhỉ, một người phải uống hết rượu chén ơi. Làm Khánh Chim chúng ta đây làm mấy phần đầu tiên mày quá thổi mấy lần đấy, một cây đúng không, làm 30 một cây 50 ml rồi. Rồi ok, 50 ml thôi anh không thua lần này. Uống rượu vào, uống rượu vào đây em với cả Khánh Chim. Một người một thôi, một người một. Thế thôi, thì trước này. Em để bắt lên nhá. Em chưa? Em uống 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 chưa? Em đây rồi, đây là của mấy tháng 7 đây. Nhưng mà nhiều hơn 50 để chơi. Đổ lại đổ hết này đấy. Rồi, không hết nến. Rồi. Ok. Má Vương ơi. Uống đi. 50 mà đi. Vời đấy. Đến đi. Rồi. Rồi, Má Vương. Đứng lên thổi đi. Càng nhiều uống càng ít. 250 này chạy thổi tiếp này. Vương ơi. Chúng ta đã đủ 8 nến. Chúng ta đủ 8 nến thì mới thổi. Cái tim 250. Thổi càng ít uống càng nhiều. Mình gộp vào đi ạ. Một nén thôi. Anh lúc chưa đi đây thôi. Quá một nén là 50 ml rượu. Anh lúc chưa đi. Ước gửi nhân chi in được đi. Ước gửi nhân chi in được anh ơi. Ước gửi nhân chi in được anh ơi. Thằng lỗi. Mày thổi cái nào? Mày thổi phát thích thôi nào. Thì lúc chưa đi cho anh. Ok anh. Chưa. Rồi. Có nghĩa là thổi bột nến là anh phải uống một lít. 50 ml. Rồi. 100 ml. Đá con ơi. Có gì đâu rồi? Thổi rồi. Có video là bằng chứng rồi. Hai có đúng không? Sơn quay rồi. Anh Tú anh Sơn quay rồi. Anh Sơn quay rồi. Anh Sơn quay rồi. Anh Tú thổi lại đi. Thôi thổi lại đi. Này mới là tên thôi. Đứng từ đây thổi. Rồi được. Nhanh không chảy hết được. Nào đứng từ xa thổi ấy, không phải dí sát mồm. Ừ. Người hải dương không nói nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Mạnh lên. Mạnh lên. Đây đây đây. Đứng đây kia đây kia. Cái lộc lại. Lộc cho đấy. Lại nhá. Rồi. Mày can thiệp nhá. Bắt đầu nhiều người thổi. Này này. Không ai cả. Đây thổi 3 lần mà không tắt nhanh lên. Là coi như là 8 nến. 3 lần rồi anh phun 7 cái. Ủa. 3 nến. 3 nến. 3 nến. Ôi.
Ta lên. Thổi gì ạ? Anh đã cái mặt em miêu rồi. Một lít. Vinh, chưa thổi. Em thổi rồi. Chưa thấy thổi. Mà Vinh nhớ thổi đâu. Vinh bịp nhất này, thằng Vinh bịp nhất này. Mày sẽ đắp ở đây. Vinh cứ thổi lại. Anh phải hỗ trợ cho nó thổi vừa rồi. Nó hỗ trợ anh kinh lắm ấy. Vinh bịp nhất này. Vinh đâu rồi? Được rồi, thổi đi em. Rồi, thổi đi. Vào, anh thổi. Happy birthday to you.
Em thì...